Xin chào thầy, các bác và các anh em. Có rất nhiều các anh em muốn sử dụng vang số nhưng mà cũng rất là băn khoăn khi mà không biết là chọn vang số gì và chọn đơn vị nào bán hàng và cài đặt. Thì có một cái bác ở Hà Nội thì bác ấy theo dõi em rất là lâu rồi, thường xuyên xem các cái video chia sẻ về phương pháp căn chỉnh vang số cũng như là giới thiệu về các cái dòng vang số. Thì hôm rồi thì bác ấy có đặt mua một chiếc vang số DTX5. Đợt trước thì em có nhập về mấy chục chiếc DTX5 và cũng bán cho rất nhiều các bác anh em các tỉnh thành khác nhau, sử dụng ở trên các bộ dàn khác nhau. Đây là dòng vang số DTX5. Em vẫn còn ở ngoài này còn 2 chiếc, với ở trong phòng thì cỡ khoảng gần chục chiếc. Thì em đã bán rất nhiều cho các bác anh em sử dụng ở trên các cái bộ dàn khác nhau, thiết bị khác nhau, nhiều tỉnh thành khác nhau, nhưng mà đều có một cái kết quả là khá là tốt. Thế nói về chất âm thì em cũng đã chia sẻ với anh em về cái dòng vang X5. X5 thì nó rất nhiều tên khác nhau, rất nhiều tên khác nhau. Chiếc vang của bác Hải Dương đây cũng là X5 này, ghi tên là M6, có cái tên là cái gì đấy em không rõ, nhưng mà cái tên M6 cũng là X5. Ở chỗ kia thì cũng có chiếc vang số X5 phím mềm có chữ là X5, rồi DTX5, rồi DSB 8000. Nhìn chung thì X5 cho đến X12 rất nhiều tên khác nhau. Thế nhưng em là cái người mà được va chạm rất nhiều loại vang số đời X, từ X3 cho đến X10. Thì cái tên thì nó không quan trọng, mà quan trọng nhất là thực tế cái người làm khi đưa vào thiết bị thông qua cái việc thẩm âm để mà đánh giá được chất âm ở trên vang số. Thì DTX5 thì em vẫn chia sẻ với các anh em ấy là nó sáng âm hơn so với cái dòng X5 phím mềm, sáng âm hơn. Và cái quan trọng nhất đấy là các anh em là khách hàng mà đã từng mua vang số của em. Sáng nay bác này có điện cho em nói chuyện rằng là rất ưng ý, hài lòng với lại chiếc vang số DTX5 em bán cho bác này. Và bác này đã sử dụng với lại loa BMB450C thôi. Bác này xem em chia sẻ như này thì có lẽ rằng bác ấy cũng nắm được rằng là cách đây vài hôm thì bác ấy có đặt em một chiếc vang số DTX5. Và sáng nay bác có điện thoại cho em cảm ơn về cái sự chọn lựa đúng đắn khi mà chọn cái người bán và người cài đặt vang số. Cho nên rằng là em khuyên các bác anh em, khi các bác anh em mua vang số ấy, là các bác anh em một là không mua vang số rẻ quá. Nhiều các bác anh em như vậy là cứ hỏi cái loại vang số rẻ 500 1 triệu. 500 1 triệu ấy là những cái dòng vang số cái chất âm tự nhiên của nó không hay. Cái hai nữa là cái người bán hàng người ta không cài đặt cho các bác anh em hay được đâu. Bởi vì không có thời gian để mà ngồi cài đặt một chiếc vang số mấy trăm nghìn đâu. Không có thời gian để mà cài đặt một chiếc vang số bán cho các bác anh em mấy trăm nghìn. Và bản thân các bác anh em là cái người mà sử dụng ấy, tỷ lệ mà căn chỉnh được một chiếc vang số hoàn chỉnh mà hay ấy, là đếm trên đầu ngón tay, rất hiếm. Em nghĩ rằng là người dùng ấy, các bác anh em là người dùng, là khách hàng, là tự mình căn chỉnh một chiếc vang số mà nó hoàn chỉnh với chất âm khá khá là rất hiếm. Phải dựa trên nền tảng của những cái người làm tốt thì các bác anh em như vậy là sẽ có một cái chất âm khá tốt. Rồi các bác anh em dựa trên cái nền tảng đấy các bác anh em căn chỉnh thêm thôi. Chứ còn bản thân các bác anh em khẳng định được rằng là như vậy là các bác anh em khó căn chỉnh được một chiếc vang số hay. Em ở Hà Giang thôi nhưng mà có rất nhiều các bác anh em là gửi vang số cho căn chỉnh, kể cả hàng bãi cũng như là hàng mới, hàng bình dân cũng như hàng cao cấp, đủ các thể loại, đủ các hãng khác nhau, đủ các mô đen khác nhau. Bởi vì là các bác anh em khó căn chỉnh và dùng không hay thì gửi cho em. Thế cho nên rằng là em khuyên các bác anh em là nên chọn vang số đừng rẻ quá. Hai nữa là như vậy là chọn cái đơn vị bán và cài đặt tốt thì các bác anh em sẽ nhả. Thì với cái giá là 2,3 triệu, trước đây em bán 2,5 triệu, trước DTX5 em bán 2,5 triệu, nhưng mà bây giờ thì là em có giảm cái giá bán xuống và nâng cái giá căn chỉnh lên, cho nên rằng là em bán là 2,3 triệu có khiển bao ship. Bây giờ bán là 2,3 triệu có khiển bao ship, còn trước đây là 2,5 triệu có khiển bao ship. Nhưng mà một số, nói chung là cũng tùy theo từng dòng vang số, từng đời vang số, từng hãng vang số, thì cái giá căn chỉnh có thể là 300, 400. Thì cái này em thông báo với các anh em cách đây nửa tháng rồi.
để cho các anh em khi mà có định mua bằng số ấy, là các anh em nên chọn lựa cái đơn vị bán hàng, đơn vị cài đặt. Xa gần là không quan trọng. Em ở mãi Hà Giang mà như vậy là có rất nhiều các anh em tin tưởng gửi bằng số lên căn chỉnh. Và đa phần là khách quen. Đa phần là khách quen. Rất nhiều các anh em trước đây đã từng mua, từng gửi bằng số lên căn chỉnh. Và bây giờ thì lại tin tưởng lại đặt mua hoặc là gửi bằng số lên căn chỉnh. Giới thiệu cho anh em bạn bè gửi bằng số đến để mà căn chỉnh. Giới thiệu cho anh em bạn bè gửi rất nhiều. Có thể là về dùng thấy hay, anh em bạn bè đến hát thấy hay, người nhà đến hát thấy hay, thì là người nọ giới thiệu người kia. Cho nên làm bằng số thì không thể vội được. Không thể vội khi mà như vậy nhập nhiều bán rẻ rồi tự mình làm mất uy tín. Còn nếu như mà làm tốt ý, thì kể cả ở xa các anh em vẫn tin tưởng gửi bằng số lên căn chỉnh hoặc là đặt mua. Cái này là một cái rất quan trọng, bởi vì là vang số quyết định 70% trên hệ thống âm thanh. Loa có đắt đến mấy, xịn đến mấy. Loa đắt đến mấy, xịn đến mấy. Mấy chục triệu một đôi loa. Cục đẩy 15-20 triệu. Bộ mic 5-10 triệu. Nhưng căn chỉnh chiếc vang không hay là khó sử dụng rồi. Thì đây là một cái mà các anh em nên lưu ý. Thì em có thể chia sẻ các anh em là nếu như trong cái phân khúc bình dân là trên 2 triệu thì cái dòng X5 và DTX5 này là những chiếc vang số mà có lẽ rằng là đáp ứng được rất nhiều cái tính chất bộ dàn cũng như là cái sở thích của các anh em khi mà bỏ ra với số tiền là trên 2 triệu.